Ba ơi, tinh hoa là gì vậy ba? Tinh hoa là những giá trị tốt đẹp nhất được truyền thừa giữa các thế hệ đó con. Dạ. Để có một ý tưởng sẽ mất nhiều tháng, để có một thành tựu sẽ mất nhiều năm, nhưng để có một tinh hoa phải mất hàng thập kỷ. Chúng tôi hiểu những hy sinh và ấp ủ để trao những tinh hoa này cho thế hệ tương lai một cách trọn vẹn nhất. Có sự nỗ lực của con và Sinh Lai bảo vệ, ba đã yên tâm gửi lại những tinh hoa này cho con. Hãy cùng Sinh Lai lên kế hoạch tích lũy tinh hoa ngay từ hôm nay cho chính bạn và thế hệ mai sau. Với tính năng bảo vệ vượt trội, tài chính linh hoạt và đơn giản, Sinh Sống Tinh Hoa, giải pháp giúp bạn xây dựng kế hoạch tích lũy và chuyển giao cho thế hệ tương lai một cách vẹn toàn. Sinh Life, bảo hiểm nhân thọ Canada 156 năm.